Ngồi dậy được rồi à? Đỡ chưa? Ngồi được như này thì chả đỡ thì gì. Mà lần nào vào thăm cũng hỏi mỗi cái câu đỡ chưa. Thế thì vào thăm làm gì? Đi bán bánh rán để cho nó được việc. Thế không hỏi đỡ chưa thì hỏi cái gì? Hay là hỏi mày sắp chết chưa? Nhằng mới nhít rồi. À, hay là đi bán bánh rán nắng quá, trốn vào đây thăm hàng ngày, lấy cớ ở đây mát nữa nè. Mày chết đến nơi vẫn cứ đùa được. Thì phải đùa cho nó vui, mà vui mới sống khỏe được chứ. Cái bà già nghèo khổ cô đơn chả biết cái gì. Mày mới là bà già nghèo khổ cô đơn ấy. Bà mới là nghèo khổ cô đơn. Mày ấy. Này, tôi bằng vai phải lứa bà đấy à? Sự bố nghe mày. Đấy. Tại bà. Nó nhỏ thôi. Cười. Này, lần này ấy, xong việc rồi lo liệu mà làm ăn đi. Đừng có phá phách lêu lổng nữa. Rồi khổ bố, khổ mẹ, khổ chị ra. Khổ cả bà nữa gì. Không à. Biết rồi. Ăn đi. Xin. Tuổi này mày làm lại cuộc đời vẫn kịp. Mày không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho mọi người chứ. Đang nói chuyện vui vẻ với nhau, chuyển ngay có cái giọng đạo lý được. Cái văn bánh rán à? Tao có thương mày thì tao mới nói thế. Mày hư thì cũng đã rõ rồi, nhưng mà cũng chưa hỏng hẳn đâu, vẫn có cơ sửa lại đấy. Mày phải biết thương mọi người với chứ. Cũng may là vừa rồi có chú Lưu cho mày máu. Không mà chả ngồi đây mà nói xin xét cái mồm được đâu. Trò có một tí mà nhắc đi nhắc lại. Trò cả tính mạng đấy. Thì bà cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần nó mới nhiều thế. Mày cứ bảo là cái Luyến nó ghét bỏ rồi hắt hủi mày, rồi cho mày uống thuốc chuột. Thế mà giờ nó phải vơ vét hết cả tiền để đóng viện phí cho mày đấy. Rồi bà con trong xóm nữa chứ. Mỗi người góp nhặt một tí để giúp đỡ mày. Thế nên mày sống sao đừng có phụ lòng mọi người, nghe chưa? Biết rồi, nói đúng rồi nhưng mà nói nhiều quá. Nói nhiều à? Để cho mày nhớ. Con bà đấy à? Thế bà mới nhận con là con à? Làm cái gì mà giảng giải cho con tôi nhiều thế? Nói để cho nó nhớ. Bà nói tôi đấy à? Không. Bà nói thằng Bát con mình. Ở đời may mắn chỉ đến một lần, chết đi sống lại thôi, không có lần thứ hai đâu. Đi đi cho rảnh nợ. Trời ơi. Ruột. Vẫn ăn bám con Luyến mà nói như là thánh phán ấy. Bố lấy hai quả cam xuống dưới kia nằm nghỉ bố ăn luôn. Bà ấy nói có sai đâu. Thế bố mẹ mày sai à? Thì đấy, cũng nhiều lần quá đáng với bà Luyến còn gì. Mà từ giờ trở đi hai cụ cũng bớt bớt lại. Con sống ở trên này chứng kiến hết rồi. Bà Luyến bà khổ lắm, sung sướng cái gì đâu. Máu còn nhiễm rượu à? Con mình ấy thay đổi gì hả con?